Và đây là chiếc Camry Yamaha DSB Z11 huyền thoại, full thùng xốp, full phụ kiện. Máy setup anten dây nguồn, catalog. Và bên trong catalog này đầy đủ hai khiển nha. Hai khiển và chân đế dùng cho mic setup. Và với chiếc mic setup này thì anh em có thể đặt cái mic lên ba vị trí để ta có thể cân đo âm thanh tự động. Đó là công dụng của chiếc mic setup Yamaha, mic zin Yamaha, một trong những dòng huyền thoại cực kỳ hiếm có và về trong tình trạng đẹp long lanh.